Ok, hello, chào anh em. Mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MUSS6.vn. Hôm nay mình sẽ đi săn boss cho anh em xem nhá. Đây, hiện tại mình đang ăn boss 4 ở Atlant 3 đấy. Có cứ 4 tiếng một lần mọi người nhá. Bắt đầu từ 12 giờ 10 gọi là đêm ấy. 00 giờ 10 rồi cứ trở đi là 4 tiếng một lần anh em ạ. Boss thì xuất hiện ở Noria này, Orencia này, Tycon này, Atlant và Davian mọi người nhé. Đấy, mọi người chú ý thời gian mà đi săn boss. Hiện tại mình đang ăn con boss 4. Đây, tí nữa mình ăn mình ném cho anh em xem. Hồi nãy mình mới vừa ăn được một con Atlant 2 là à quên, ở Atlant 3 là có 2 con anh em ạ. Atlant 3 là có 2 con. Ở trên Takan 2 cũng có 2 con Robo vàng, đó là búp 5 anh em ạ. Đấy, mình cộng điểm đi ăn boss thì mình cộng này thôi. Đây, cộng điểm mắc Agi mọi người nhá. Mắc Agi ăn boss cho nó nhanh, không phải đi BK mà. Ôi, vẫn chết anh em ạ. Mới nói xong phát chết luôn. Thê phê nhỉ. Không cộng ít máu. Nó là đam on hit mọi người nhá. Đam on hit là gọi là cũng tèo thôi. Ok, mình lại vào lại mọi người nhá. Chết được cũng hay nhỉ. Mắc Agi rồi mà. Hồi này ăn con kia không chết mà con này nó phản cho phát chết anh ạ. Không sao, con game này cũng khá là đông người chơi anh ạ, rất là đông người chơi luôn. Ôi tả đây rồi, 40%, gồm có 10 server, server 1 cho đến server 10 mà 9 server hầu như là full, tối là full mọi người ạ, tối rất là đông. Online cực kỳ đông luôn. Đấy, anh nào chơi thì tải về mà chơi, cái link tải mình để dưới phần mô tả mọi người nhá. Đây, MUSS6.vn. Đấy, con game này mới up bừng thôi, khá là hay và được tiếp nhận rất là hoành tráng anh em ạ. Tại con boss này còn 27%. Đấy, vui của mình đây. Vui mình còn đang tuyển mọi người đấy em nhá. Em nào vào thì vào. Đây đã bảo 38 người, tuyển 2 người nữa. Ở Atlant 3 thì mình đã ăn hết này, tí nữa mình sẽ lên Takan xem có còn không. Thằng Noria nữa. Hy vọng là boss 5 vẫn còn anh em ạ. Hy vọng boss 5 vẫn còn. 10%. Đấy, em săn boss cứ căn giờ mà săn thôi. Cứ 4 tiếng một lần, tính từ 00 giờ 10 đấy là bắt đầu. Trong game này thì rất là nhiều sự kiện, sự kiện ăn ngọc, săn boss này, ăn nhện này, săn rắn này, săn Kundun đấy. Anh em cứ thích mình làm cái video gì thì cứ comment lên cho mình biết nhá. Mình sẽ làm cho anh em xem. Đấy, được một cái búp Kundun 4 này. Khá là ngon rồi. Khi thêm là Kundun đi cho tự nhặt. Đấy, được 2 búp rồi anh em nhá, được 2 búp rồi. Tí nữa mình sẽ ném anh em xem nhá. Ném luôn cho anh em xem để xem ở Takan 2 còn không. Mình ăn thì nó nhanh thôi. Mà liệu có còn hay không là cái điều quan trọng. Đấy, Takan 2 thì anh em cứ đi vòng vòng xem có không. Có thì lại chén thôi, không có thì chắc là có người ăn rồi. Đây là máy chủ 2 thì có thể đây một con anh em ơi. Một con. Đấm vào góc đi. Đấm vào góc đi anh em ạ, chưa ai ăn. Con quá. Đâu giấu vào góc đi, không tí nữa lên BK anh em ạ. Rồi. Hôm nay mình hơi khan cổ. Em thông cảm nhá. Em cần mình làm những clip gì thì cứ comment lên cho mình biết. Đấy. Comment lên cho mình biết, mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em. Anh em thấy hay thì cho mình một like, một subscribe. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ăn xong con boss vàng này mình sẽ tìm thêm con nữa nhá. Và nếu không có thì mình sẽ ném luôn. Búp 4 và búp 5 sẽ được gì? Đấy. Anh em sẽ biết.
mình chơi RF thì ăn khá là nhanh thôi. Chơi RF ăn khá là nhanh. Đấy, ăn tí phát xuống 90-89% nữa. Cực kỳ nhanh. Thì nó có đam X2. Đấy, đam khá là to này. Đam X2 là 16k em nhá. Bình thường là 8k. Đấy. Đam thường là 8k, đam X2 là 16k. Em thấy hoành tráng không? Đấy, kiếm cái góc đẹp đẹp cho anh em xem. Đây là con Robo vàng. Đây, Robo vàng. Đó, người đá ấy, người đá vàng ấy anh em ạ. Thằng ăn này tự nhiên ông nào cũng lại BK mình xong đấy. Robo vàng, đấy, cực kỳ tuyệt đẹp luôn. Còn 64% anh em ạ. 64%. Mắc Agi thì anh em đam rất là nhanh thôi. Tốc độ rất là cao. Tốc độ 2608. Đấy, tốc độ cực kỳ cao luôn. Anh em ạ. Hồi nãy là mình ăn ở Atlant 3 này và ở Takan 2 này. Tí nữa mình sẽ qua Daviat anh em xem. Noria này, Daikon nó rất là nhiều anh em ạ. Rất là nhiều nhiều nơi có. Đây. Map này map ở trên sa mạc đúng không? Takan sa mạc chết anh em ạ. Côn trùng rồi. 52%. Ơi. Ê, phải BK ngay, biết ngay mà. Không để ý, không để ý anh em ơi. Khó ăn rồi. Khó ăn rồi anh em ạ. Lên lại lần nữa xem. Một mình thì chắc là rất là khó ăn. Vì mấy ông kia có búp, có team. Mình chỉ có đi một mình thôi anh em ạ. Chấp nhận số phận rồi, không sao hết. Ây da da da, không ăn được. Đông quá. Chịu thôi. Thằng Daviat 4 mọi người nhá. Daviat 4. Đấy, bị cướp boss đơn giản thôi mà. Thì mình có đi có một mình thôi, không ăn được. Để sang Daviat xem có còn không anh em nhá. Sang Daviat xem có còn không. Ăn luôn cho anh em xem. Không thì mình sẽ ném hai búp này. Ăn được hai búp 4 cũng khá là ngon rồi. Đây này. Đây chắc chắn sẽ. Đây đây có một con anh em ơi. Đây có một con đấm vào góc đi. Giấu giấu đi không bọn nó đến nó BK chết anh em ạ. Một mình thì không thể ăn được không ạ. Một team đâu. Team full boost cũng cực kỳ mạnh luôn. Một một đang còn không ăn được ai. Chứ đánh anh team thì thôi ăn nhanh luôn đi. Không là mất đấy. Ăn nhanh nhuận chắc. Ăn nhanh nhuận chắc anh em ạ. Đấy con này đam khá là nhanh thôi. Cũng thế cũng 16k như thế thôi. Đấy con này là con gọi là con người máy anh em ạ. Người máy vàng. Người máy vàng ấy. Người máy vàng nhìn ghê chưa. Tàu thì thò lò xuống đất. Ôi một đàn này. Một đàn em của nó. Một đàn em của nó anh em ạ. Server 2 anh em ăn server 2 thì bị BK là chuyện gọi là chuyện bình thường thôi. Thì game này là game BK mà. Không sao hết. Đấy. Ăn xong con này mình ném luôn búp mọi người nhá. Ăn xong con này mình sẽ ném luôn búp. Và đơn thân động mã. Đơn thân động mã đi ăn boss vàng. Bị BK kinh khủng. Đơn thân động mã anh em ạ.
đơn thân độc sói. Ơ quên không cầm con rơi này rồi, nãy giờ quên anh em ơi, cho con rơi vào quên mất đấy. Theo dơn đa đam to nhanh thế này mình không theo rơi mà dại, có thể dại quá đấy. Được búp 2 em nhá, búp 2 để sang Noria luôn coi. Thế mọi người cứ săn boss, ai chưa biết thì cứ săn theo kiểu như vậy nhá, cứ căng mát như vậy đấy. Atlan mình đi này, Takan mình cũng đã đi này, Diabet 4 thì mình cũng đã đi rồi. Đến lượt Noria xem có không cho anh em xem. Anh em cứ đi ra cái cổng chính này, Noria nó hay ở cổng chính lắm. Hãy đi thẳng ra ngoài này. Còn Diabet thì anh em lên Diabet 4. Akan 2 thì anh em cứ đi ngược lên hướng 11 giờ. Đấy. Alan 3 thì có 3 cửa. 3 cửa 2 con. Ở đây xem có ông nào ăn chưa. Hy vọng là sẽ chưa có ai ăn để test luôn cho anh em xem ở đây. Đấy, các sự kiện săn bot diễn ra hàng ngày ở máy chủ 2 và 4. Nhưng mà server này đông thì ở server 6 cũng có mọi người nhá. Đó là 246. Đấy. 246 anh em ạ. Thôi chắc là bọn nó ăn hết rồi, mình ném búp luôn anh em nhá. Ném búp rồi kết thúc video thôi. Đây ném búp này. Ra cái gì thì búp 2 đây. Quái đao củi thôi anh em ạ. Một món. Tiếp tục búp 4 anh em nhá, búp 4. Búp 4. Ấy, 200 gen. 200 gen mới đâu. Thì đấy. Ôi, quyền trượng. Quyền trượng ngon không? Không ngon anh em ạ. Ok. Clip của mình đến đây là kết thúc. À, hẹn gặp lại các anh em các clip lần sau. Cảm ơn các anh em rất là nhiều.